Kylian Mbappe đã chào sân World Cup cách đây 4 năm trên đất Nga. Đó là giải đấu mà đội tuyển Pháp bước lên đỉnh thế giới lần thứ 2 trong lịch sử. Với cá nhân Mbappe, anh có riêng cho mình 4 bàn thắng và giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Năm đó, Mbappe mới 19 tuổi nhưng đã chơi cực kỳ chững chạc và đóng góp không nhỏ vào chức vô địch của Le Bleu. Điểm nhấn lớn nhất có lẽ là bàn thắng mà anh ghi được trong trận chung kết trước Croatia và trở thành cầu thủ trẻ nhất làm được điều này kể từ thời vua bóng đá Pele dưới màu áo Brazil vào năm 1958. Đến với Qatar 2022, Mbappe không còn là sao mai nữa mà anh phải gánh vác những trọng trách lớn lao hơn, giúp Pháp bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới và bản thân anh vươn đến nấc thang mới của một ngôi sao trưởng thành. Cho đến lúc này, Mbappe đã đáp ứng lại tất cả sự kỳ vọng bằng những màn trình diễn vô cùng ấn tượng trên sân. Ở ngày ra quân trong thắng lợi đậm đà 4-1 của Pháp trước Australia, Mbappe đóng góp một bàn thắng. Và ở cuộc đụng độ với Đan Mạch vừa diễn ra, cú đúp của tiền đạo thuộc biên chế Paris Saint-Germain đã giúp Pháp hạ gục đối thủ khó chịu đến từ Bắc Âu để sớm giành vé vào vòng knock-out. Mbappe, Mbappe và Mbappe, anh buộc người ta phải nhắc đến tên mình. Những pha dốc bóng tốc độ và phối hợp 1-2 cùng các đồng đội, những tình huống chọn vị trí tinh tế, những cú ra chân sắc lẹm và mang độ sát thương cao, những bàn thắng thì cứ đến tự nhiên như hơi thở. Trong cách bố trí nhân sự của huấn luyện viên Didier Deschamps, cầu thủ 23 tuổi này đá giạt trái, bên cạnh Antoine Griezmann ở giữa và Ousmane Dembele ở bên phải trong hệ thống chiến thuật 4-2-3-1. Tuy vậy, Mbappe không bám hẳn cánh trái mà được Deschamps ưu tiên, khuyến khích hoạt động tự do. Chính điều đó chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Mbappe xuất hiện ở khắp mọi nơi trên mặt trận tấn công. Chấn thương của Karim Benzema từng khiến người hâm mộ bóng đá Pháp vô cùng lo lắng về hành trình của đội tuyển nước này trên đất Qatar. Nhưng giờ đây mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo và Mbappe, niềm hy vọng lớn nhất, đã và đang chơi thứ bóng đá màu nhiệm. Với 3 bàn thắng cho đến thời điểm này, cùng 4 bàn thắng ở kỳ World Cup 2018, Mbappe đã có cho riêng mình 7 pha lập công ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh, qua đó giúp anh cân bằng kỷ lục của huyền thoại Pele, ghi được ngần ấy bàn thắng trước sinh nhật lần thứ 24 của mình. Mbappe cũng đã cân bằng thành tích ghi bàn cho đội tuyển Pháp của huyền thoại Zinedine Zidane với cột mốc 31 bàn thắng. Anh hiện còn kém 20 bàn so với Olivier Giroud và Thierry Henry, những người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Le Bleu. Với phong độ khủng khiếp hiện nay, cùng cả bầu trời tương lai phía trước, những kỷ lục có lẽ sẽ sớm bị phá vỡ trên hành trình Kylian Mbappe đi qua. Nhiều điều kiện và sự trùng hợp đáng kinh ngạc cho thấy đội tuyển Pháp đang đi lại chính con đường vô địch World Cup cách đây 4 năm trên đất Nga. Sự thú vị đã đến ngay từ kết quả bốc thăm chia bảng của đội tuyển Pháp. Theo đó, Le Bleu rơi vào bảng C với Đan Mạch, Tunisia và Australia. Đây đã là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp đội tuyển Pháp đối đầu với Đan Mạch và Australia ở vòng bảng. Sự khác biệt duy nhất của năm nay là Tunisia thế chỗ cho Peru, đội không đủ điều kiện tham dự World Cup 2022. 4 năm trước, hành trình của đội tuyển Pháp bắt đầu bằng chiến thắng trước Australia. Đội bóng đến từ đất nước hình lục lăng đã sớm hoàn thành bảng đấu của mình sau khi đánh bại Peru 1-0 và người ghi bàn là Kylian Mbappe. Và thật khó tin khi năm nay vẫn là Kylian Mbappe một tay đưa đội tuyển Pháp đi tiếp nhờ cú đúp vào lưới Đan Mạch. Chiến thắng 2-1 giúp đội tuyển Pháp có thêm nhiều lựa chọn ở trận đấu cuối cùng gặp Tunisia. Huấn luyện viên Didier Deschamps nhiều khả năng sẽ cho các trụ cột nghỉ ngơi, đồng thời trao cơ hội cho những kép phụ như William Saliba, Matteo Guendouzi, Marcus Thuram hay Kingsley Coman. Sẽ thật bất ngờ nếu đội tuyển Pháp hòa Tunisia như cách họ từng làm với Đan Mạch 4 năm trước. Tại World Cup 2018, đội tuyển Pháp thi đấu thăng hoa với tam tấu Kylian Mbappe, Olivier Giroud, Antoine Griezmann. Đến thời điểm này, phong độ của 3 gương mặt kể trên vẫn vô cùng ổn định, nếu không muốn nói là chói sáng. Antoine Griezmann đóng vai trò hộ công và Olivier Giroud sẵn sàng hy sinh cho các đồng đội tỏa sáng. Với Kylian Mbappe, anh được xem là ngòi nổ chính bằng các pha xử lý tốc độ bên cánh, qua đó tạo ra nhiều pha bóng đột biến. Điều thú vị hơn đó là sẽ có những kịch bản đưa đội tuyển Pháp đối đầu với Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2022. Khi có được 6 điểm và hơn Australia về thành tích đối đầu lẫn hiệu số, Le Bleu có đến 99% khả năng sẽ dẫn đầu bảng C. Ở loạt trận cuối bảng D, Lionel Messi cùng các đồng đội có thể xếp nhì bảng D và kịch bản đụng độ đội tuyển Pháp hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tại World Cup 2018, Argentina cũng rất vất vả mới vượt qua được vòng bảng. Tuy nhiên, phong độ kém cỏi trong trận gặp đội tuyển Pháp đã khiến Albiceleste trả giá. Le Bleu đã giành chiến thắng 4-3 nhờ các pha lập công của Antoine Griezmann, Benjamin Pavard và cú đúp của Kylian Mbappe. Lịch sử chuẩn bị lặp lại và đội tuyển Pháp đang đi đúng quy trình để trở thành nhà vua của World Cup 2022. Tuy nhiên, đây chỉ là lý thuyết và thực tế còn phải chờ vào điểm rơi phong độ của nhà đương kim vô địch. Dù vậy,
Dựa vào màn trình diễn chói sáng của Kylian Mbappe và các nhân tố mới như Aurelien Tchouameni hay Dayot Upamecano chơi ổn định, Le Bleu vẫn được đánh giá rất cao. Chưa kể, đội tuyển Pháp cũng thể hiện lối chơi mượt mà và là đội tuyển đáng xem bậc nhất World Cup 2022.